Hello, xin chào anh em, chào mừng anh em quay lại với channel của mình Video ngày hôm nay thì anh em mình sẽ cùng xem về một con chị Huy Mà được khá là nhiều anh em quan tâm Và cũng được rất là nhiều anh em đánh giá về con chị Huy này Nó cũng thuộc dạng con chị Huy ngáo nhất game luôn nha anh em Vậy con chị Huy ngáo nhất game này là con nào? Thì anh em video ngày hôm nay anh em mình sẽ cùng xem Và để xem tại sao nó lại là con tướng chị Huy ngáo như thế nhá anh em Cũng nhân dịp là làm cái video về con chị Huy này Thì mình cũng sẽ tiến hành nâng mát cấp độ skill cũng như là nâng tài năng để cho những anh em nào có ý định chơi con chị Huy này thì anh em uh, có thể tham khảo về cây tài năng của nó nhé. Đây, con chị Huy mà mình nói là con chị Huy ngáo nhất cái game này thì anh em có thể biết được là con chị Huy này rồi. Chất tin nhé anh em. Một con chị Huy kỳ uh, cũng được ra thời điểm gần đây nhất thôi. Có nghĩa là vẫn chưa ra thông tin về tướng kỳ tiếp theo. Thì con này vẫn được tính là con chị Huy mới nhất nha anh em. Uh, bây giờ thì mình sẽ nâng cấp độ level 60 trước sau đó nâng cấp kỹ năng và cuối cùng là lên một cây tài năng cho nó và mình sẽ cùng xem anh em mình cũng sẽ cùng xem lại về cái bộ kỹ năng cũng như là tác dụng của nó khi rally cũng như là đánh ôn field mà chủ yếu hầu hết thì mình thấy là anh em đều quan tâm về đánh field là chính rồi trước mắt thì mình sẽ nâng cấp độ cho nó nhé quá trời tượng đèn ánh sao là lên mới level 30 con này thì uh, nó sẽ đi chính cũng được mà đi phụ cũng được luôn nhé anh em. Thông thường thì người ta ly thì nó sẽ đi chính bởi cây tài năng của nó khá là khỏe. Nhiều sao quá anh nâng cái này cho nó nhanh nè. Nâng uh, thêm sao to vào cho nó nhanh. Nâng sao thì anh em sẽ mất khoảng trên dưới 400 sao, uh, 600 sao nhé anh em, khoảng tầm đấy. Sao thường ấy. nhìn chung thì những anh em mà chơi lâu như cái tài khoản mình đang review thì mấy cái tượng đèn ảnh sao nó khá là nhiều chủ yếu là những anh em mới chơi thì mới phải tiết kiệm thôi mới chơi thì kiếm những cái tượng này nó rất là khó nhé anh em à, cách thông dụng nhất thì anh em sẽ vào shop vip mỗi mỗi một tuần thì nó sẽ reset lại thì anh em sẽ mua được một ít tượng đèn ảnh sao ở trong đấy Mấy cái sao màu vàng như thế này để nâng cấp cho chữ vàng sách kinh nghiệm này anh em cũng có thể kiếm trong uh, uh, khi mà chơi kvk cũng như là anh em có thể kiếm được nó thông qua cái sự kiện là tham gia cái cuộc biểu tình ranh ly mấy con mà câu ca ấy anh em ạ Đánh câu ca là ý tượng cam ấy thì anh em tham gia vào đấy thì nó cũng sẽ phần thưởng nó cũng sẽ có sách nhá nè sách level rất là cao rồi một cấp nó là sẽ lên được level 60 rồi như vậy là mình đã có một con tướng kỵ binh chất Tinh level 60 về cái đội hình thì nó cũng nhiều tùy ví dụ như anh em đa phần thì sẽ là tướng gây sát thương kỹ năng là chính thế nên là anh em vẫn sẽ chọn cái đội hình tam giác nha anh em đó vẫn sẽ chọn đội hình tam giác thôi còn về cái cây tài năng cho chất tin thì mình sẽ lên một cây tài năng mà anh em có thể vừa đánh vừa đánh phiêu vừa đánh ly cũng được nhé em thứ nhất là công thành thì có thể lên cây tài năng như thế này ở đây là sẽ giảm được 9 phần trăm sát thương phản công phải chịu có nghĩa là giảm được cái lượng sát thương đam trắng đấy này mà giảm sát thương kỹ năng này tiếp đến thì con này là một con tướng có cây tài năng hỗ trợ anh em chính vì vậy là anh em mình sẽ lấy thêm cho nó cái cục nổ ở đây cũng được nè bây giờ mình sẽ nâng cái giảm sát thương kỹ năng bên nhánh hỗ trợ trước nha ok về cái điểm nổ này thì mình nghĩ là không cần lấy nhiều đâu nâng mắt cái này luôn rồi anh em cộng cái này nhé rồi về cây tài năng mà vừa đánh phiêu vừa ranh thì anh em có thể lấy cây tài năng này nhé rồi tiếp đến thì anh em mình sẽ cùng uh, nâng cấp kỹ năng, mắt kỹ năng sau đó sẽ tìm hiểu tại sao nó là con chỉ huy ngáo nhất trong cái game này nhé anh em. Đầu tiên thì uh, cái kỹ năng đầu tiên mình đủ tượng thì mình sẽ nâng mát luôn. Rồi. ở đây là được ăn thống đốc này anh em ạ. À. Thống đốc là tính ra cũng ăn được khoảng um, nếu mà nâng một sự tiêu đầu thì lên được năm uh, năm một một là tượng thống đốc nhá anh em là được năm năm một một năm hai bốn năm mai cà đà thì mà năm hai bốn năm Ghê chưa năm hai luôn năm 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 nâng đúng đẳng cấp Ây chà 78 78 80 Thiếu hai tượng anh em ạ à. Đen vãi cả trưởng Ok anh em Sau uh, vài tiếng fan game chăm chỉ Thì bây giờ mình mới đủ được là 4k game Để mua hai tượng cam Úp mát chất để làm video cho anh em Đấy hồi nãy như anh em thấy được là game thiếu Thế nên là cứ phải ngồi farm Farm cắm đầu mới đủ anh em ạ à. Và bây giờ thì mình sẽ mua thêm hai tượng cam nữa Để úp mát chất luôn nha anh em tính toán nó hơi sai ban đầu tính thì thiếu một tượng thì mua hai k game. Nhưng mà tính một hồi đến lúc mà nâng mát xong thì thành ra là thiếu hai tượng anh em ạ. Tức là phải đi cày game cắm đầu luôn, kể cả đánh man các thứ nó mới rớt game ra làm nhiệm vụ các kiểu đa điểu mới đủ game để mua. Rồi bây giờ mình sẽ mua hai hai tượng can, hai tượng can mà đủ mát Vẫn còn dư 12 game. Tính thiệt. Đây, em game cả tiếng đồng hồ mới được anh em ạ à. ok bây giờ thì mình sẽ nâng mát bum rồi như vậy là cuối cùng thì mình cũng đã mở khóa con tướng chỉ huy kỵ binh có thể nói là mới nhất ở thời điểm hiện tại trước tin rồi còn bây giờ thì uh, như mình đã nói ở đầu clip thì anh em mình sẽ cùng xem về con chỉ huy này cũng như là rất là nhiều anh em hỏi là con chỉ huy này đánh ổn field có khỏe hay không trước mắt thì nó sẽ là một con chỉ huy chuyên về kỵ binh có nghĩa là giỏi dẫn dắt những loại lính kỵ binh thôi nhá nè còn cung thủ và bộ binh thì không có nhá nè công thành là một con chỉ huy khỏe về tấn công thành phố ranh ly cờ và cấu trúc các thứ à, cây tài năng hỗ trợ mình cũng đánh giá rất là cao về cây tài năng này vì nó rất là khỏe trên ôn phiêu cũng như là ranh ly anh em rồi tiếp đến thì anh em mình sẽ cùng xem sơ về bộ kỹ năng của con chỉ huy này Chứng mắt ở cái kỹ năng đầu tiên cũng là cái kỹ năng mà mình đã nói với anh em là con chỉ huy ngáo nhất game. Đầu tiên thì nếu mà mình sẽ đi sâu về cái phần đánh on field nhiều hơn. Bởi vì đa phần thì anh em đều quan tâm về đánh field thôi. Chứ còn rally thì anh em sẽ không quan tâm nhiều lắm. Thế thì ở đây cái yêu cầu thịnh độ là 1000 thì nó cũng giống như những con chỉ huy khác. Và gây sát thương trực tiếp là số sát thương 2k5. Một cái chỉ số đam nhìn chung là nó khá là cao đúng không anh em. Nhưng mà nó chỉ là đơn mục tiêu thôi. Và những cái dòng ở dưới đây. À, và đặc biệt là anh em sẽ quan tâm rất là nhiều là giảm phòng thủ 30% Nhưng mà cái này thì Ranley mới có Còn nếu như anh em đánh Overfield thì không có nha anh em Bởi vì anh em cần phải đọc cái dòng chủ thích ở đây Nếu chỉ huy này dẫn đầu cuộc tấn công tập kết Có nghĩa là Ranley ấy Thì trong 5 giây tiếp theo Nếu mục tiêu bị bao vây Cộng dồn thêm 3 đội quân khi tính toán Những tác dụng có liên quan đến số lượng đội quân bao vây mục tiêu Không phải tăng số lượng đội quân à, Thực sự bao vây mục tiêu Đọc cái này nó hơi lằng nhằn nhưng mà để cho nó dễ dễ hiểu hơn là nếu như con này đang ranh ly một công trình một cấu trúc nào đó và có những cái đội quân tham gia uh, tấn công vào cái công trình và cấu trúc nói ngắn gọn hơn là swarm thì nó sẽ được cái nhận cái debuff đó chính là giảm phòng thủ của mục tiêu nhé anh em giảm phòng thủ của địch 30% và cái cái mà mình nói con chỉ huy này ảo ở đây là nếu như thực tế không có đội quân nào swarm cái mục tiêu không có đội quân nào swarm cờ hoặc cấu trúc mình đã nói về cho anh em dễ hiểu thì nó cũng sẽ tự động là suy nghĩ trong đầu của nó anh em thấy nó ảo giá man chưa là nó vẫn vẫn có thể tính toán là vẫn mặc định có nghĩa là suy nghĩ mặc định trong đầu của nó mà trên thực tế là không có đội quân nào swarm nhé thì nó vẫn sẽ sử dụng cái hiệu ứng debuff 30% phòng thủ nha anh em đó đó chính là cái kỹ năng mà nó khá là ảo ma Canada của con chị Huy này như vậy nếu như là đánh on field thì anh em sẽ nhận được cái chỉ số đầu tiên là hệ số đam 2k5 thôi tiếp đến ở kỹ năng thứ hai thì như mình đã nói lúc mà con tin tinh này nó mới ra thì mình đã nói rồi những cái chỉ số này nó sẽ giúp cho anh em đánh ổn phiêu khỏe hơn nếu đa phần thì anh em sẽ kẹp đi với hạng vũ thì chỉ giúp con hạng vũ khỏe hơn chứ không giúp con hạng vũ tăng sát thương kỹ năng bởi vì lát nữa anh em sẽ xem bộ kỹ năng của con Chết tinh này sẽ không có một cái kỹ năng nào tăng sát thương kỹ năng cho con hạng vũ cả mà nó chỉ giúp con hạng vũ khỏe hơn khi mà đánh ổn phiêu thôi đó chính vì vậy cho nên là anh em nên cân nhắc khi mà lên con này, bởi vì lên con này thì sẽ uh, anh em sẽ kẹp cùng với hạng vũ và đánh phiêu khỏe hơn chứ anh em sẽ không gọi là anh em đánh phiêu nó sẽ không lờ Đó đa phần là nó sẽ như thế nhá này. thì ở đây cái kỹ năng thứ hai là phòng thủ cậy 30%, thì cái này nó khá là tốt khi mà anh em đánh ôn phiêu rồi. vậy thì uh, anh em mình sẽ sang cái kỹ năng thứ ba xem nó như thế nào. Uh, kỵ binh tăng 20%, 20 máu, cái này cũng khá là tốt và khi tấn công thành trì đội quân giảm 10% sát thương hứng chịu thì cái này là nó phụ thuộc vào đánh lây rồi Như vậy đánh field thì anh em sẽ được hưởng 20% máu nha anh em ở cái kỹ năng thứ tư thì nó sẽ chuyên về chuyên môn hơn thế nên là anh em mình sẽ sang luôn cái phần chuyên môn ở chuyên môn loại mục tiêu là đơn có nghĩa là không có AOE nếu đội quân chỉ huy này ở ngoài đồng thì kỵ binh trong đội quân tăng 10% tấn công mỗi khi đội quân này ra đoàn tấn công cơ bản có nghĩa là đoàn tấn công thường cứ một giây này sẽ có một đoạn tấn công thường nha anh em với mục tiêu bị bao vây nhé anh em thì có xác suất 10% gây thêm sát thương trực tiếp hệ số sát thương là bằng 80 nhân với số lượng đội quân bao vây thì nhìn chung là cái này thì nó cũng không quá là gọi là sát thương không quá là cao nếu như anh em đánh on field như vậy quay đi quay lại thì anh em sẽ có hệ số đam đầu là 2k5 khi mà đánh on field anh em sẽ có được cái phòng thủ kỵ 30% cũng như là tốc độ hành quân 15% cũng không quá là nhanh nhưng mà được cái thủ cậy cao thêm một cái nữa là 20% máu hết như vậy là đánh phiêu thì anh em sẽ nhận được những cái chỉ số cơ bản là nó sẽ như thế thôi thế nên à, vậy nên là chốt lại thì con này có nên lên hay không thì à, thực tế thì nó không nên lên nhá anh em. À, để cho đánh tiết kiệm thì thực sự không cần phải đầu tư tới 690 tượng để mát con chất tin này mà anh em chỉ cần đánh hạng vũ với lại miêu mét đánh tạm được rồi và như trong rất là nhiều like mình có nói với anh em thì à, mua vừa rồi mình có đánh thử hạng vũ rồi thì như anh em cũng thấy được và chắc là anh em cũng đánh thì anh em cũng biết rồi là hạng vũ bây giờ gây sát thương không nhớ quá nhiều hay nói thẳng ra là nó đã bị ao meta rồi đó thế nên là cái việc mà anh em lên mát con trích tinh để đi phụ cho hạng vũ thực sự là nãy giờ tất cả cái bộ skill của nó thì anh em có thể thấy được không có một cái kỹ năng nào bút sát thương kỹ năng cho hạng vũ cả thế nên là hệ số đàm của hạng vũ nó cũng khá là thấp thôi và không gây được quá là nhiều sát thương chính vậy là con chị huy này cũng là một con chị huy không đáng để lên nếu như mà anh em không ranh lây nếu như mà anh em không được ăn thống đốc quá nhiều Ở đây mình nói là ăn thống đốc quá nhiều nha anh em Thế còn nếu mà ăn được một tun à, 180 tượng Thì mình nghĩ là cũng không nên đầu tư tới 500 tượng như thế này Để mát con chết tin Chỉ để kịp nó đi hạng vũ để đánh phiêu đâu anh em ạ à. Tốt nhất là vẫn đánh hạng vũ với mê mê Tuy nhiên là bởi vì mình thấy Khá là nhiều anh em hỏi về con chị huy này Thế nên là mình cũng muốn đề xuất với anh em là tốt nhất là không nên nữa không nên lên nữa để kẹp với hạng vũ và anh em có thể chờ kỵ mới tuy nhiên là cái cách ghép nối thì anh em cũng có thể là ghép nó với hạng vũ nếu như mà anh em được ăn thống đốc nhiều hoặc anh em cũng có thể đánh chết tin với lại William nhé em đó thay vì là chủ ác đang tính đánh hạng vũ với lại uh, William thì mình uh, mạnh dạng đề xuất là anh em nên đánh chết tin với lại William thì mình nghĩ là nó sẽ khỏe hơn rất là nhiều về cái cây tài năng thì không phải bàn cãi chất tin đánh đồng khá khỏe rồi về cái hiệu ứng bút và AOE của William thì mình nghĩ cũng khá là tốt khi mà đánh on field và đánh theo tem thế nên là cặp này mình đề xuất vẫn khá hơn à, nét với Doan thì anh em vẫn đánh cơ bản là vẫn đánh nét với Doan rồi thế nên là có thể bỏ hạng vũ và đánh uh, chất tin với lại William chủ ạc thì uh, răn thế nên là mới lên chất tin chứ còn không thì uh, thực tự là đối với từng đáy tượng thì có thể là mát uh, uh, hoắc khứ bệnh thì đánh phiêu nó sẽ chuẩn hơn đúng không anh em ok xong qua cái video ngày hôm nay thì cũng muốn chia sẻ một chút về con tướng chị Huy chất tin bởi vì mình cũng chưa làm video chuyên sâu về con chị Huy này Còn thật sự thì cũng không phải là chuyên sâu lắm đâu mình thì cũng không rành về là chuyên sâu lắm đâu nhưng mà chủ yếu là mình tổng hợp những ý kiến đánh giá của những người chơi thì mình cũng muốn chia sẻ lại cho anh em thì hy vọng là anh em sẽ có cái nhìn tốt hơn và có cái ý định lên chất tin hay không thì anh em có thể cân nhắc sau khi xem video này video này là hết rồi cảm ơn anh em đã xem video và hẹn gặp lại anh em ở những video lần sau nhé bye bye xin chào anh em